TK xin chào các bạn đã quay trở lại với chương trình học Anh ngữ với chúng tôi, Study English with us. Hôm nay chúng ta sẽ học về từ ready, có nghĩa là sẵn sàng. Khi mình hỏi một người nào đó, bạn đã sẵn sàng chưa? Are you ready? Bạn đã sẵn sàng cho việc này chưa? Bạn đã sẵn sàng cho việc kia chưa? Chúng ta bắt đầu bằng cụm từ Are you ready? Như vậy các bạn đã sẵn sàng cho bài ngày hôm nay chưa? Chúng ta cùng bắt đầu nhé. Khi mà TK muốn hỏi các bạn là các bạn có sẵn sàng cho bài học ngày hôm nay chưa? Mình có thể nói bằng tiếng Anh là Are you ready for the lesson today? Let's get started. Từ đề của chúng ta là Are you ready? Bạn đã sẵn sàng chưa? Trong đây mình có từ ready. Ready là tính từ, là sẵn sàng. Ready. Mình nhấn âm đầu tiên các bạn nhé. Ready. Ready. Và vì đây là tính từ, chúng ta sẽ sử dụng với động từ to be. Khi bạn hỏi bạn sẵn sàng chưa, bạn là you. Động từ to be là are. Are you ready? Bạn sẵn sàng chưa? Đối với các bạn thắc mắc là khi nào chúng ta sử dụng are you hoặc là do you? Và ở đây TK nhắc lại một lần nữa. Nếu mà trong câu chúng ta đang có một tính từ thì chúng ta sử dụng động từ to be. Are you ready? Mình không được xài là do you ready các bạn nhé. Nếu mà các bạn vẫn chưa nắm rõ về bài này, các bạn có thể tìm trong danh sách phát của TK trong cái phần về văn phạm bài số 20. Chủ đề là cách đặt câu hỏi với I, you hoặc là do you, các bạn sẽ hiểu rõ hơn. Bây giờ chúng ta sẽ học đến phần luật khi mà mình muốn đặt câu hỏi I, you ready các bạn nha. Are you ready? Bạn đã sẵn sàng chưa? Bạn sẵn sàng cho một việc gì đó? Chúng ta tiếp theo là từ for. Are you ready for? Nếu mà các bạn dùng là for thì sau for là một danh từ, là một nào. Are you ready for? Cộng với một danh từ. Đó là cách thứ nhất. Cách thứ hai chúng ta vẫn có Are you ready? Nhưng mà thay vì có chữ for chúng ta đổi thành chữ to. Are you ready to? Khi mà có to thì tiếp theo sau sẽ là một động từ nguyên thể. Are you ready to? Cộng với động từ nguyên thể. Như vậy các bạn lưu ý mình có hai cách. Cái thứ nhất là are you ready cộng với for cộng với danh từ. Cách thứ hai là are you ready cộng với to cộng với động từ nguyên thể chúng ta vào câu ví dụ đầu tiên bạn đã sẵn sàng để ăn sáng chưa trong câu này chúng ta có vế đầu tiên bạn đã sẵn sàng chưa là are you ready bạn sẵn sàng chưa cứ đến chúng ta có cụm từ để ăn sáng các bạn nhớ mình có hai công thức nếu mà chúng ta sử dụng for ngoài sau là danh từ như vậy ở đây chúng ta sử dụng là are you ready for danh từ là bữa ăn sáng breakfast Are you ready for breakfast? Còn nếu chúng ta sử dụng cách số 2, mình vẫn có are you ready, sau đó cộng với to và cộng đến một động từ. Như vậy câu của chúng ta sẽ là are you ready to eat, là ăn. Bạn đã sẵn sàng để ăn. Hoặc là are you ready to have. To have, trong trường hợp này mình cũng dịch là để ăn luôn các bạn nhé. Are you ready to eat? Are you ready to have? Kế đến là breakfast, là bữa ăn sáng. Bạn đã sẵn sàng để ăn bữa ăn sáng hay chưa? Bạn đã sẵn sàng để dùng bữa sáng hay chưa? Are you ready to have breakfast? Are you ready to eat breakfast? Các bạn cùng tập đọc chung với anh Văn và TK nhé. Are you ready for breakfast? 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 Are you ready to eat 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 breakfast? Are you ready to, breakfast? You ready to have breakfast? Are 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 you ready to have breakfast? Tương tự như vậy các bạn có thể thay đổi chữ ăn sáng thành bữa ăn trưa. Ăn trưa của chúng ta là lunch. Lunch mình thấy tận cùng có chữ CH các bạn đọc âm chờ mình không đọc là lunch, không đọc thành S các bạn nhé. Lunch. Bữa ăn tối là dinner. Dinner. Are you ready for dinner? Are you ready for lunch? Bữa ăn tráng miệng là dessert. Dessert. Ở trong từ này các bạn lưu ý thì khi ghi phần phiên âm cho mình, mình nhấn âm số 2. Âm đầu tiên không nhấn, nên chúng ta xuống thành dấu quyền ha. Đi, thay vì là đi, mình đổi thành là đi. De. Dessert, tận cùng là chữ t, t. Dessert là bữa tráng miệng. Từ này, TK ghi phần phiên âm tại sao? Vì nếu mà các bạn đọc là desert, desert, mình nhấn âm đầu tiên, thì nó thành ra là cái sa mạc. Nghĩa hoàn toàn khác nhau, nên các bạn chú ý phần nhấn âm trong từ này. Dessert, dessert là bữa tráng miệng. Are you ready for dessert? Ở phía giữa của hai âm này là chữ S, mình phiên âm là chữ Z. Mình không đọc là dessert, đổi thành chữ Z. Dessert, dessert. Ví dụ tiếp theo chúng ta có câu là con đã sẵn sàng đi ngủ chưa? Buổi tối mình hỏi con mình là à, con đã sẵn sàng chưa? Con đã đánh răng, rửa mặt xong hết chưa? Đã sẵn sàng để đi ngủ chưa? Cụm từ con đã sẵn sàng chưa vẫn là are you ready? Sau đó, đi ngủ mình nhớ công thức đầu tiên for cộng với lại danh từ. Are you ready for ngủ là sleep. Are you ready for sleep. Ở công thức số 2 chúng ta có are you ready cộng với to và sau đó là một động từ. Như vậy mình sẽ có câu là are you ready to sau đó là đi ngủ, đi là go, to go to sleep. Are you ready to go to sleep? Chúng ta cùng tập đọc nhé. Are you ready for sleep? 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 Are you ready to go to 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 sleep? Con đã sẵn sàng đi tắm chưa? Con đã sẵn sàng chưa là are you ready? Đi tắm. Ở đây mình có từ tắm là shower, là một danh từ. Như vậy chúng ta có câu là are you ready for shower? Nhưng mà trong câu này các bạn có một lưu ý. Thay vì chúng ta chỉ nói là are you ready for shower, thì sau này chúng ta phải có màu từ ở ngoài trước. Chúng ta sẽ đổi lại là Are you, ready for a Are you ready for a shower? 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 Còn nếu chúng ta sử dụng cấu trúc số, số 2, mình thay bằng tu và động từ Are you ready to have a shower? Are you ready to have a shower? Ở trong câu này chúng ta có thể sử dụng bằng hai động từ khác nhau. Thứ nhất mình sử dụng động từ to have. Thứ hai chúng ta sử dụng động từ to take. Are you ready to take a shower? 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 Are you ready to have 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 a shower de một mà dịp nào đó nhiều bạn bè hoặc là cả gia đình cùng nhau mình hỏi là mọi người đã sẵn sàng chưa sau rồi chúng ta đếm một hai ba và chụp hình ha thì ở đây mọi người đã sẵn sàng để chụp hình chưa hoặc là các bạn đã sẵn sàng để chụp hình chưa thì mọi người hoặc là các bạn chúng ta vẫn dùng chủ ngữ là you khi nói về một số đông ha cho nên chúng ta vẫn là are you ready chụp hình mình dùng danh từ for a photo are you ready for a photo còn nếu mà chúng ta sử dụng động từ thì chúng ta sử dụng động từ là to take a photo là chụp hình. Are you ready to take a photo? Are you ready for 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 a photo? Are you ready to take 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 a photo? Các em đã sẵn sàng làm bài thi chưa? Trước giờ thi của giáo hỏi là các bạn đã sẵn sàng chưa? Thì các em đã sẵn sàng chưa là Are you ready? mình có cụm từ làm bài thi. Cấu trúc đầu tiên là for thì chúng ta có là for the exam. Exam là một buổi thi hoặc là một bài kiểm tra, một bài thi. Are you ready for the exam? 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 Còn nếu chúng ta sử dụng cấu trúc số 2 có chữ to và động từ thì chúng ta có là are you ready to? Động từ là do, là làm. Are you ready to do the exam? 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 Anh đã sẵn sàng kết hôn chưa? mình có cụm từ are you ready, sau đó là get home. Danh từ của get home là marriage. Tận cùng là chữ G và chữ E, chúng ta đọc là âm chờ các bạn nha. Marriage, marriage. Are you ready for marriage? 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 Còn chúng ta sử dụng cấu trúc số 2 Are you ready to? Sau đó là to get married Như vậy câu hoàn chỉnh của mình là Are you ready to get married? 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 Chị đã sẵn sàng đi xanh chưa? hai người phụ nữ đều chuẩn bị sanh em bé và mà nói là bạn đã sẵn sàng hết chưa? Bạn sẵn sàng tinh thần, bạn đã sẵn sàng chuẩn bị hết đồ đạc chưa? Chị đã sẵn sàng đi sanh chưa? Are you ready? Sau đó đi sanh nếu chúng ta sử dụng là for cộng với danh từ. Are you ready for the delivery? 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 Ở đây chúng ta có từ delivery. Các bạn nhớ mình nhấn âm số 2 ha, mình đọc là delivery. Delivery. Đây là một danh từ có nghĩa là việc sanh nở hoặc là việc sanh đẻ. Ngoài ra cũng có nghĩa là việc đi phát hoặc là đi giao hàng hóa cũng là gọi delivery luôn. Còn nếu mà chúng ta sử dụng như động từ thì chúng ta sẽ có câu là are you ready? Sau đó đến chữ to và động từ là deliver. Deliver là động từ của danh từ delivery cho nên chúng ta sử dụng là to deliver. Are you ready to deliver? 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 bạn đã sẵn sàng để giới thiệu về mình chưa. Nhưng khi chúng ta vào một cái nhóm mới và chúng ta biết rằng thường khi mà mình mới vào một cái nhóm nào đó mình đều phải giới thiệu về mình thì người trưởng nhóm hoặc là cô giáo hoặc là người điều hành họ rằng bạn đã sẵn sàng cho tới phiên của mình hay chưa? Bạn đã sẵn sàng để giới thiệu về mình chưa? Bạn đã sẵn sàng là are you ready? Cấu trúc đầu tiên là for, danh từ là your introduction. Introduction là sự giới thiệu, Are you ready for your introduction là bạn đã sẵn sàng cho cái việc giới thiệu hoặc là cái sự giới thiệu của mình hay chưa? Are you ready for your introduction? 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 Câu trúc số 2, chúng ta dùng TO thì động từ là INTRODUCE. Ở trong từ này chúng ta nhấn âm cuối cùng. Chúng ta đọc là INTRODUCE. Tận cùng có chữ CE, mình đọc là S các bạn nhé. INTRODUCE. Nhiều bạn sẽ quên đọc chữ S, mình đọc là INTRODUCE. INTRODUCE là không đúng nhé, phải có chữ S. CE tận cùng đọc là S. INTRODUCE. Như vậy câu bạn sẵn sàng để giới thiệu về mình. Chữ về mình là về bản thân của bạn. Mình sử dụng từ yourself. Are you ready to introduce yourself? 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 Are you ready To introduce yourself. Như vậy là chúng ta đã học xong bài của ngày hôm nay TK hy vọng rằng các bạn thích bài học này Và nếu mà các bạn thích thì các bạn vừa làm bấm thích nè Nếu mà các bạn có những thắc mắc nào thì các bạn có thể viết trong phần bình luận cho TK TK sẽ cố gắng uh, sắp xếp để trả lời cho các bạn Còn nếu không thì các bạn có thể viết lại những câu mà mình học ở trong bài Chúng ta vừa học vừa nghe và viết lại những câu đó để giúp cho mình nhớ được lâu hơn các bạn nhé các bạn thích video của anh Phan và TK thì các bạn share dùm cho anh Phan và TK. Và đặc biệt nếu mà các bạn chưa có theo dõi kênh youtube của anh Phan và TK thì các bạn bấm vào nút đăng ký. Và mình đừng quên bấm vào cái chuông nhỏ nhỏ bên cạnh. Để khi mà TK post bài lên thì các bạn sẽ nhận được thông báo liền và các bạn vào học các bạn nha. Ở phần tiếp theo TK sẽ cùng với các bạn tập đọc chung với anh Phan nhé. Các bạn cố gắng đọc thật to và mình tập luyện nhiều lần để cho chúng ta thuộc hết những mẫu câu này. Để khi cần thiết mình có thể nói ra một cách dễ dàng hơn, chúng ta Are you ready for breakfast? 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 Are you ready to have 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 breakfast? Are you ready to eat 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 breakfast? Are you ready for sleep? 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 Are you ready to go to 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 sleep? Are you ready for a shower? 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 Are you ready to take 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 a shower? Are you ready to have a shower? Are you ready to have a shower? Are you ready to have a shower? Ở trong câu này, chúng ta thường sử dụng nguyên cụm từ là have a shower hoặc là take a shower để nói về việc đi tắm. Tuy nhiên, shower vẫn có thể dùng như là động từ. Cho nên nếu mà các bạn muốn nói ngắn gọn lại, các bạn có thể nói là are you ready to shower? Are you ready to shower? Are you ready to shower? Are you ready for a photo? 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 Are you ready to take 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 a photo? Are you ready for the SM? Are you ready for the SM? Are you ready for the exam? Are you ready for the exam? Are you ready for the exam? Are you ready to do the SM? Are you ready to do the SM? Are you ready to do the exam? Are you ready to do the exam? Are you ready to do the exam? Are you ready for marriage? 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 Are you ready to get married? 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 Are you ready for the delivery? 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 Are you ready to deliver? 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 Are you ready for your introduction? 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 Are you ready to introduce yourself? 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 Phan cảm ơn các bạn đã học chung với and ngày hôm nay. Xin chào Bye bye!